Xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp ngày 18 tháng 1 năm 2024 chi tiết giúp cho bạn có những sự lựa chọn hợp lý để thu loại kết quả tốt nhất trong ngày về phận trình, công việc, sức khỏe, tình duyên và tài lộc. 1. Tử vi hàng ngày của tuổi Tý. Công việc Vận trình công việc của những chú chuột trong ngày hôm nay diễn ra không quá lý tưởng. Tác động của tường phá nhắc nhở con giáp này cần có kế hoạch đề phòng cho những rắc rối có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Ngoài ra, bản mệnh cũng cần chú ý chọn ngày giờ phù hợp để tính làm việc trọng đại. Tình cảm Vận trình tình cảm tươi đẹp, bình yên, ngũ hành tương sinh giúp cho tình yêu của cả hai được bình yên và hạnh phúc các cặp đôi có thể tìm được nhau sau khoảng thời gian dài lẻ loi một mình. Tài chính Vận trình tài lộc dễ dàng hơn nhờ có thực thần soi chiếu nên việc kiếm tiền của những chú chuột không còn là vấn đề quá khó khăn. Cẩn trọng, mạnh dạn nhưng không đồng nghĩa với việc liều lĩnh. Tuổi giáp tỷ, liều lĩnh nóng vội sẽ dẫn tới những sai lầm nghiêm trọng. Tuổi bính tỷ cần kiểm soát tình hình tài chính cẩn thận tuổi mậu tỷ cần đề phòng bị tiểu nhân hãm hại lúc nào chẳng hay tuổi canh tỷ nhiều vấn đề phát sinh cùng một lúc tuổi nhâm tỷ bế tắc và hoang mang về tương lai phía trước con số may mắn số 47 số 5 màu sắc may mắn màu trắng quý nhân phù trợ tuổi tốt hai tử vi hàng ngày của tuổi sổ công việc Phần trình công việc của người tuổi sửu trong ngày hôm nay diễn ra vượt qua khó khăn, thiên ẩn xuất hiện kịp thời giúp cho người tuổi này có thể giải quyết triệt để các rắc rối tôn động trước đó. Ngoài ra, những chú trâu còn thể hiện được năng lực của mình và tạo chỗ đứng vững chắc trong môi trường làm việc mới. Tình cảm, phần trình tình cảm tiến triển rõ rét, tam hợp nâng đỡ giúp cho chuyện tình yêu đôi lửa càng thêm gắn bó bền chặt. Nếu có cảm tình với ai đó thì nên mạnh dạn bày tỏ lòng mình với họ. Ta chỉnh, phần trình tài lộc tăng tiễn tiền bạc có dấu hiệu chuyển biến khả quan hơn khi mà còn giáp này có được một công việc tốt. Cẩn trọng, không hài lòng với việc gì, người nào cũng cần lựa lời khéo léo để chia sẻ. Tuổi ất sửu, tình cảm mâu thuẫn, tranh cãi nổ ra. Tuổi đinh sửu, kiếm tiền dễ dàng hơn bình thường. Tuổi kỷ sửu, tình cảm gia đình nguội lạnh cần được quan tâm nhiều hơn. Tuổi quỷ sổ Bỏ lỡ không ít cơ hội phát triển bản thân. Con số may mắn số 27, số 88, màu sắc may mắn màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi dân. 3. Tử vi ngày của tuổi dân Công việc vận trình công việc của những chủ hộ trong ngày hôm nay diễn ra tương đối dễ dàng. Người tuổi này gây ấn tượng tốt mạnh mẽ đối với cấp trên và đối tác của mình. Bản mệnh tìm được công việc ưng ý có thể thỏa mãn đam mê, chẳng những vậy còn có được nguồn thu rụng rỉnh từ đó. Tình cảm Vận trình tình cảm gặp nhiều trắc trở, ảnh hưởng của ngũ hành ngày hôm nay bảo động con giáp này cần phải cẩn trọng hơn trong mỗi quan hệ tình cảm hiện tại. Nếu không mau chóng hòa giải giữa mâu thuẫn trước đó thì rất dễ khiến cho mọi thứ vượt ngoài tầm kiểm soát tình tài chính vận trình tài lộc rực sáng chính tài xuất hiện mang theo những tín hiệu khả quan liên quan tới vấn đề tiền bạc cẩn trọng đòi hỏi vô lý vào những điều không thể xảy ra tuổi giáp dần tình cảm thăng hoa có nhiều may mắn tuổi bính dân, công việc tiến triển tốt ngoài mong đợi tuổi mậu dần chi tiêu phung phí dễ rơi vào cảnh túng thiếu tuổi canh dân. Tình cảm gia đình rạn nứt theo thời gian. Tuổi nhâm dân vợ chồng tình cảm nồng nàn. Con số may mắn số 48, số 19, màu sắc may mắn màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi thân. 4. tứ bề ngày của tuổi Mão, công việc. Phần trình công việc của người tuổi Mão trong ngày hôm nay diễn ra gặp nhiều vấn đề, tác động của ngày tương xung khiến cho con giáp này đánh mất sự bình tĩnh cần thiết để xử lý tốt các rắc rối gặp phải. Ngoài ra, người tuổi này còn dễ nảy sinh mâu thuẫn với cộng sự do tính cách khó gần. Tình cảm Phần trình tình cảm có điềm không vui. Ngũ hành xung khắc cho thấy những biến động rõ rệt trong mối quan hệ giữa hai người. Bản mệnh vì không kiểm soát tốt cảm xúc của mình mà dễ gây tổn thương cho nửa kia. Tài chính Vận trình tài lộc vững vàng, thiên tài bảo hiệu tình hình tài chính khả quan, người tuổi này tìm thấy nhiều cơ hội kiếm tiền. Cẩn trọng, đề phòng những xảo trộn trong chuyện tình cảm. Tuổi Ất Mão nên cẩn trọng và chăm sóc sức khỏe. Tuổi Đinh Mão bỏ lỡ cơ hội yêu thương vì còn kén cả tròn canh. Tuổi Kỷ Mão cân đổi thời gian cho công việc và nghỉ ngơi. Tuổi Tân Mão tồn tại nhiều mâu thuẫn trong mối quan hệ gia đình. Tuổi Quý Mão làm gì cũng cần có điểm dân. Con số may mắn số 7, số 9, màu sắc may mắn màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi thân. năm, Tử vi hàng ngày của tuổi thân, công việc. Vận trình công việc của người tuổi thân trong ngày hôm nay diễn ra không có gì khó khăn. Công việc, hợp tác hay đầu tư có những chuyển biến khả quan vượt ngoài tầm kiểm soát với những thành tựu đáng kể mặc dù vẫn có những sai sót trong quá trình làm việc nhưng đều được phát hiện và khắc phục kịp thời tình cảm phần trình tình cảm vô cùng tốt đẹp tín hiệu khả quan trong mối quan hệ tình cảm của cả hai rất bền chặt bản mệnh chẳng những được yêu thương mà còn được nguồn chiều như một đứa trẻ tài chính phần trình ta lọc không lo lắng bản mệnh hoàn toàn có thể an tâm với các khoản chi trả trong ngày của mình cẩn trọng dậy mắt sai sót liên quan tới sổ sách giấy tờ. Tuổi giáp thân, tình cảm không phải lúc nào cũng có được. Tuổi bệnh thân, cần tập trung làm việc cho tốt. Tuổi mậu thân, sức đề kháng giảm sút đề phòng bệnh cũ tái phát. Tuổi canh thân, đừng để bản thân thụt lùi mãi. Tuổi nhâm thân, có nhiều vấn đề phát sinh ngoài ý muốn. Con số may mắn, số 1, số 4, màu sắc may mắn màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi giàu. 6. Tới về hàng ngày của tuổi Tỵ. Công việc. Vận trình công việc của người tuổi Tỵ trong ngày hôm nay vượt ngoài sự mong đợi. Quỹ nhân soi đường dẫn lỗi giúp cho người tuổi Tỵ làm việc gì cũng được nâng đỡ hết lòng. Chính quan xuất hiện còn cho thấy sự bản lĩnh vững vàng của bản mệnh trong mọi tình huống. Tình cảm, vận trình tình cảm dễ bị đổ vỡ, ngũ hành xung khắc tác động ít nhiều tới cảm giác thoải mái, an tâm của những người trong cuộc về tình yêu hiện tại. Còn giáp này cần dành thêm thời gian cho gia đình của mình. Tài chính, phần trình tài lộc tư sản, đặc biệt là người làm kinh doanh có thể thu về lợi nhuận đáng kể nhờ quyết định sản xuất của mình. Cẩn trọng, tránh tỏ ra quá gay rắc với những người bất đồng quan điểm với mình. Tội, ất tỵ mâu thuẫn triền miên trong gia đình. Tội, đinh tỵ mất tiền hao của vì thiếu tỉnh táo Tuổi, kỹ tỵ có chỗ dựa về tình cảm Tuổi, thân tỵ yêu thương luôn đông đầy Tuổi, quỷ tỵ may mắn vì có người ở bên cạnh con số may mắn số 12 số 50 màu sắc may mắn màu cam quý nhân phù trợ tuổi mùi 7 tử vi hàng ngày của tuổi ngọ công việc Vận trình công việc của người tuổi ngọ trong ngày hôm nay diễn ra khó khăn trọng chất. Hòa tiểu nhân đeo bẩm nhắc nhở người tuổi này làm gì cũng cần phải thận trọng, tốt hơn hết nên giữ thái độ đề phòng với những người xung quanh. Ngoài ra bản mệnh cũng cần phải nỗ lực gấp nhiều lần để khắc phục các hậu quả đang tồn động. Tình cảm Vận trình tình cảm buồn phiền ủ dột Ngũ hành tương xung cho thấy có nguy cơ đổ vỡ trong mối quan hệ tình cảm hiện tại cả hai người gần đây luôn tỏ ra lạnh nhạt vì thiểu quan tâm tới nhau vì ai cũng bận rộn tài chính vận trình ta lọc vất vả còn giáp này đang phải trật vật tìm hưởng xử lý cho các rắc rối để cải thiện nguồn thu nhập cẩn trọng không nên vội bi quan mỗi khi gặp khó khăn thách thức tuổi giáp ngọ đề phòng các mối quan hệ xung quanh tuổi bính ngọ cẩn thận khi tiến hành những chuyện đại sự tuổi mậu ngọ có được sự ủng hộ từ cấp trên. Tuổi canh ngọ, tình cảm tồn tại nhiều mâu thuẫn. Tuổi nhâm ngọ, dễ nảy sinh xô sát tranh cãi. Con số may mắn số 10, số 8, màu sắc may mắn, màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi sửu. 8. Tứ vi hàng ngày của tuổi Mùi. Công việc. Vận trình công việc của người tuổi Mùi trong ngày hôm nay diễn ra tương đối thuận lợi nhờ cỏ thì ngẩn giúp sức mà người tuổi này mau chóng tìm được cách xử lý cho những khó khăn đang gặp phải. Bản mệnh được khuyên trong mọi hoàn cảnh cần phải cố giữ bình tĩnh, sáng suốt để không bị đánh ngã. Tình cảm Phần trình tình cảm vô cùng yêu thương. Người tuổi này cảm thấy bản thân may mắn vì luôn có điểm tựa vững chắc nhờ ngũ hành ngày hôm nay. Còn người độc thân thì dễ dàng tìm được người thương nhờ sự may mỏi của gia đình ta chỉnh vận trình ta lọc khả quan bản mệnh có thể tìm được khoản thu khác bên cạnh công việc chính nhờ sự chủ động cầu thị của mình cẩn trọng cố gắng tư duy theo chiều hướng khác nhau để có sự tiến bộ trong công việc tuổi ất môi, tránh bỏ qua những biểu hiện bất thường của cơ thể tuổi đinh môi, chủ quan tạo cơ hội cho kẻ xấu lợi dụng tuổi kỷ môi, được nhiều người ủng hộ phía sau tuổi tầng mùi có thể sẽ cảm nhận được tình yêu tới tuổi quỷ mùi đừng ngại thể hiện tình cảm của mình con số may mắn số 42 số 35 màu sắc may mắn màu nâu quý nhân phù trợ tuổi mão chính tử vi hàng ngày của tuổi thân công việc phần trình công việc của người tuổi thân trong ngày hôm nay diễn ra tốt đẹp như mơ còn giáp này nhanh chóng khẳng định được năng lực cũng như bản lĩnh của mình Bản mệnh kỳ điểm cao trong mắt cấp trên và có cơ hội chứng tỏ thực lực của mình qua thời gian. Tình cảm Vận trình tình cảm hài hòa nồng thấm Tam hội cục che chở mang lại cho người tuổi này cảm giác yên bình cùng với người thương. Cả hai may mắn hơn bao các cặp đôi khác vì tìm được sự ủng hộ, đồng tình từ phía gia đình. Tài chính Phần trình tài lộc kém sắc Kiếp tài cản đường khiến cho phương diện tiền bạc gặp phải những rắc rối nghiêm trọng cẩn trọng, mất tiền quan vì có lúc sốc nổi, nóng vội. Tuổi chấp thân, nên đi khám sức khỏe thường xuyên. Tuổi bệnh thân, khó giữ được tiền quá lâu. Tuổi mậu thân, có nguồn thu nhập vững vàng ổn định. Tuổi canh thân, tình cảm rạn nứt, mâu thuẫn bùng nổ. Tuổi nhầm thân, không tìm được tiện nội chung. Con số may mắn, số 41, số 3, màu sắc may mắn màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi tí. 10. Tử vi hàng ngày của tuổi dậu Công việc vận trình công việc của người tuổi dậu trong ngày hôm nay diễn ra đủ lỗi rất rối Còn giáp này liên tục cảm thấy mệt mỏi vì những thách thức mình đang phải đối diện. Công sức bỏ ra nhiều nhưng lại thu không được thành quả gì khiến cho bản mệnh càng thêm áp lực. Tình cảm Vận trình tình cảm khởi sắc trong thấy chuyện tình yêu ngọt ngào lãng mạn hơn nhờ những ý tưởng mới trong tình yêu của cả hai. Con người độc thân sẵn sàng cho công cuộc tìm kiếm người yêu sau những vết thương lòng. Tài chính, vận trình tài lộc không tệ, bản mệnh có thể say sợ tốt các vấn đề mình gặp phải nhờ có nguồn thu nhập ổn định. Cẩn trọng, chuyện gì bỏ qua được thì không nên giữ mãi trong lòng. Tuổi Ất Dậu cần chấp ngay cơ hội khi có được. Tuổi tinh Dậu dễ mắc sai sót trong quá trình làm việc. Tuổi kỹ Dậu có nhiều mâu thuẫn chưa được giải quyết. Tuổi Tân Dậu tránh xa thị Phi bằng cách không lo chuyện bao đồng. Tuổi Quý Dậu có thể cần phải ngồi lại nói chuyện cùng nhau. Con số may mắn số 3, số 4, màu sắc may mắn màu xanh đen, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ 11 tử vi hàng ngày của tuổi tuốt Công việc Phần trình công việc của người tuổi tuất trong ngày hôm nay diễn ra tương đối ổn thỏa. Bản mệnh cảm thấy vui vẻ, thoải mái hơn với những gì mà mình đã đạt được sau khoảng thời gian nỗ lực giải quyết. Ngoài ra, người tuổi này cũng cần phải chăm học hỏi lắng nghe để rút kinh nghiệm sau này. Tình cảm, phần trình tình cảm nảy sinh bất hoa khiến cho mối quan hệ tình cảm của cả hai gặp sự ngăn cấm, rạn nứt là điều tất yếu nếu như người trong cuộc không có bất cứ ý định hàng cảng nào. Tài chính vận trình tài lộc dồi dào, quy mô làm ăn nhanh chóng được mở rộng đem về cho bản mệnh nguồn thu rủng rỉnh. Cẩn trọng, tránh chủ quan, chi tiêu phung phí mà không có kế hoạch tài chính nào. Tuổi giáp tuất có nhiều cơ hội để khẳng định tình yêu. Tuổi bính tuất cố gắng duy trì chế độ ăn uống khoa học. Tuổi mậu tuất dễ mắc sai lầm trong nhiều chuyện. Tuổi canh tuất tránh ích kỷ. Tuổi nhâm tuất tự mình không biết lượng sức mình. Con số may mắn số 7, số 8, màu sắc may mắn màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi giàu. 12. Tứ về ngày của tuổi hợi công việc vận trình công việc của người tuổi hợi trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng suôn sẻ, thường quan che chở giúp cho con đường sự nghiệp của người tuổi này dễ bề thăng tiến. Tuy nhiên, bản mệnh còn hành xử khá ti tiện vì bị cảm xúc chi phối dễ gây ra những tai hòa không đáng có. Tình cảm, Vận trình tình cảm khởi sắc, đào hoa vượng giúp cho người độc thân mau chóng tìm được tình yêu sau khoảng thời gian đắm chìm trong những vui sướng hạnh phúc. Tài chính, vận trình tài lộc ổn định, còn dắp này có thể có được nguồn thu nhập khả khẩm hơn khi làm nhiều việc cùng một lúc. Cẩn trọng, đừng vội nản lòng nếu gặp phải những điều không như ý. Tội, ất hại, đề phòng rắc rối vì quyết định nóng vội. Tội, đinh hại, nên hiểu và thông cảm cho nhau. Tôi kỹ hài, yêu thì đừng che giấu mà tới lúc phải hỏi hận. Tôi ất hài, đề phòng rắc rối vì quyết định nóng vội. Tôi đinh hài, nên hiểu và thông cảm cho nhau. Tôi kỹ hài, yêu thì đừng che giấu mà tới lúc phải hỏi hận. Tôi tân hài, có nhiều cơ hội để làm quen với người khác phải. Tôi quỷ ngại không nên giữ mãi lỗi lầm của người khác trong lòng. Con số may mắn số 45 số 68, màu sắc may mắn, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi mùi.